All right, speak freely in this class because I need your feedback, okay? I cần phải hỏi các bạn về tại sao các bạn lại chọn những cái từ như vậy, tại sao này nọ, để cải thiện, cho nên mọi người cứ nói thoải mái. All right, welcome to another correction of writing video by Johnny. And so today I'm going to correct the writing for class IELTS 36. We are working on the writing task 1 of test 1. Cambridge number 10 practice test book. Ở video này thầy sẽ sửa bài của mình sẽ sửa bài của lớp IELTS 36. Và đây là writing task 1 dạng pie charts của test số 1 trong cuốn Cam số 10 Practice Test Academic nha mọi người. This academic modules anyway. And so I have already made the video explaining how to do this particular task 1. If you haven't checked that out, please. The video, it's just one video before this one in the list, in the playlist. Mình đã có một cái video để hướng dẫn cách làm cái bài task 1 này rồi. Nếu các bạn nào chưa coi cái đó thì hẳn coi đó trước cái video này nha. Các bạn coi cái danh sách phát video nó nằm cái video trước cái này. Okay, so the first chart below shows how energy is used in an average Australian household. Cái biểu đồ bên dưới này nó chỉ được là cái cách năng lượng được sử dụng trong một cái hộ gia đình trung bình ở nước Úc. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use. Cái biểu đồ thứ hai này nó chỉ được cái lượng xả thải khí nhà kính mà là hệ quả từ cái sự sử dụng năng lượng của cái bên trên này. So basically, this energy use will result in the greenhouse emissions here. Okay. Now, so of course, task one always asks you the same thing. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Và đương nhiên task 1 lúc nào cũng sẽ hỏi một điều tương tự, đó là tóm tắt thông tin và chọn lựa chọn và tường thuật những ý chính và so sánh bất kỳ nơi nào có liên quan. Okay, so I will just duplicate this one and can I just move somewhere? Never mind. Because I would like to move this one to let me just close this one, shall I? Save it and then close it. Just close it. And then I move it here and I move this one there so I can see what I'm doing. And I can compare things, you know. There you go. And now I move this one here. Let's close this one. And then you see, I can compare like this. And it's easy for me to see what's going on the left. Right. Okay, so we have four essays to fix. First one is Miss Tu Na. And so let's look at her writing now. Illustrate how energy is used. Okay, and the other. Yes, you can say the other. Các bạn hãy nói là cái còn lại, cái đầu tiên nó miêu tả cái gì và cái còn lại show ra cái gì. You can say that the first chart illustrate what and the other show what. Okay, you can say that. Which, sorry, stem from. Cẩn thận, stem from, okay? It stem from this energy use. Okay. In general, demand for heating and oh, nhìn chung cái nhu cầu cho heating and water heating account for okay, so you say heating and water heating, they are two demands, isn't it? So this one you must have an S here. Do là cái sưởi ấm và cái làm nóng nước là hai cái demands lận. Cho nên mình phải ghi là những nhu cầu số nhiều ở đây. And because this one there's a demand with S. So this one account without S. Tại vì chỗ này nó số nhiều demand có S nè, cho nên cái account này không có S. Yeah. Okay.
For a large portion. Care for a large portion in family energy use, trong cái sự sử dụng năng lượng của gia đình. Course, which is over 71%. So, a large portion. When this part give information about that large portion. However, this one it's quite far away from the relative clause that give information about it. So that's why you need to use a comma here. Very important to turn this one into an indefinite relative clause. Các bạn nhớ cái chỗ mà là trên 70% này nó bổ nghĩa cho cái phần nào, nó chính là cái phần mà tỷ trọng lớn. Nhưng mà cái tỷ trọng lớn này nó lại xa cái chỗ mà cái mệnh đề quan hệ này nó bổ nghĩa, cho nên là nó phải dùng mệnh đề quan hệ không xác định. Và muốn có được mệnh đề quan hệ không xác định phải có dấu phẩy ở đây và dấu phẩy ở đây nè. So these two commas are important. It turn this one into indefinite relative clause. Indefinite relative clause can give information about a thing or a whole sentence or a whole idea that is far away from the relative pronouns. Cái mệnh đề quan hệ không xác định nó có thể bổ nghĩa cho một thứ, một ý tưởng hay một cái gì đó ở xa cái đại từ quan hệ này. Và nó bắt buộc phải có dấu phẩy đây nha. So the commas here are absolutely essential. You have to understand that. Nếu mà mình bổ nghĩa cho cái từ mà ngay lập tức trước cái chữ which này thì nó sẽ trở thành mệnh đề quan hệ xác định và nó không có dấu phẩy. If this one provide information about the word directly before the word which, like for example, this one, then no commas because it is now a definite relative clause. Mọi người nhớ cái vụ đó không? Mà là Yes. quan hệ xác định mà không xác định đó. Yes. Okay, but releases. Which one releases? The energy use releases emissions. But here, you say demands for something. This is the main subject of the sentence. Đây là cái chủ ngữ chính của cái câu này. Là cái demands là cái chính á. Cái nhu cầu. Thì nó chiếm tỷ lệ lớn mà là gì đó. Và cái verb thứ hai nó là thải ra. Nhưng mà một cái hiểu, cái gì nó thải ra? Cái sự sử dụng năng lượng nó mới thải ra. Chứ cái nhu cầu nó không có thải ra. Đó, các bạn thấy không? Vấn đề về logic lúc nào cũng sẽ bị phạm vấn đề logic cả. So basically, demands for heating and water heating is the main subject of this sentence. This is the first verb. This is the second verb. The demands can account for a certain percentage, but the demand does not releases emission. Be careful. So how do we fix this? So làm thế nào mình sửa được cái này? You can say, but these categories, nhưng mà những cái hạng mục đó, so these categories stand for the word water heating and heating. Cái hạng mục đó là nó refer back to heating and water heating. Nó sẽ nhắc tới cái heating and water heating này. Những hạng mục đó nó thải ra xấp xỉ 5% thì nghe ổn hơn đúng không các bạn? So these category heating and water heating actually does release. So these category plural, so release without s. Số nhiều nè thì release sẽ không có s nữa. 50% of the emission. Sorry. Approximately 50% of greenhouse gas. Of the greenhouse gas.
nó thải ra xấp xỉ 50% của các khí nhà kính, 50% of the greenhouse gas. Okay. Firstly, các bạn nhớ không? Không bắt đầu một câu với verb ing không? You remember the part when we learned grammar? We do not usually start a sentence with verb ing. You can say that, okay, you can use a noun, a proper noun. Có thể dùng một cái danh từ mà đàng hoàng. You can say the energy use or usage. Cái sự sử dụng năng lượng. The energy usage. Nó là một cái danh từ đàng hoàng, proper noun. Để có thể dùng như chủ ngữ. That can be used, a proper noun can be, that can be used like a subject. Okay, this relative clause give information about the word 42%, which is directly before that, so this is a definite relative clause. Correct. Chính xác, tại vì cái này là mệnh đề quan hệ xác định và nó cho cái nó bổ nghĩa cho cái số 42% là ngay trước cái chữ which nè. Chân dung là chính xác rồi. So, the energy uses for heating is the main subject here, là chủ ngữ, đúng không? Chủ ngữ chính này. So only causes, this is the main verb, đây là cái động từ chính ở đây. So singular, okay, so this one singular, okay. Số ít nè. Only causes 15% in emissions, which is a third of the previous. So this part provide extra information for the 15% to compare with the number 42. So that's why it's in a indefinite relative clause with a comma here. So this comma, it's vital. Cái dấu phẩy này là tối cần thiết. Tại vì sao? Cái khúc này nó là cái thông tin phụ thêm thôi để bổ nghĩa cho cái số 15 so sánh số 42 trong cái mệnh đề quan hệ xác định không xác định này. Okay. Well, normally, you know, basically, this is a sentence, and a paragraph basically has minimum two sentences. Một cái đoạn thì là tối thiểu phải có hai câu nhé. Chứ cái này là chỉ có một câu thôi, nó không thành đoạn nhé. So this is just one sentence. So basically, just combine these two and combine this. Nhớ nha mọi người, nhớ cái vụ mà độ dài ngắn của câu, độ dài ngắn của đoạn đó nha. You need to remember the length of the paragraph, okay? Minimum two sentences. Tối thiểu hai câu nha. Number of gas emissions of the... Số lượng xả thải khí là gấp đôi so với năng lượng mà được tiêu thụ ở resident world. Nè, thiếu mệnh đề quan hệ nè. There's a lack of relative clause here. Well, cái chỗ này cũng thiếu dấu phẩy nữa. You need these commas. Okay. Và cái chỗ này cũng sai nữa nè. This one is wrong. It's wrong in a lot of ways in grammar. Ý của Na muốn nói chỗ này là sao? What do you mean by this? Ý của em là cái lượng xả thải của cả thêm đi. Cái lượng xả thải có phải nó luôn gấp đôi cái năng lượng mà được tiêu thụ đúng không? Ý của Na là vậy, right? Yeah. You mean the amount
of gas emissions, tại vì gas emission nó là cái gì? Nó xả thải, lượng xả thải nó là một cái lượng chứ không phải là một cái số, you know. It's an amount, it's not a number, it's not a number. So Thầy, nếu như mà người ta phải nhắc đến cái lượng xả thải là bao nhiêu tấn khí thì em nghĩ là đếm được chứ đúng không thầy? no, it's still amount. Because basically gas emission, we talk about it as Mình thường nói là cái lượng xả thải khí vẫn là cái số lượng mà thôi, chứ không có nói là con số. Number là con số. Cái nào mà đếm được mà theo kiểu mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên bàn tay á, thì là con số number. Nhưng mà cái lượng xả thải khí vẫn nó là amount of gas emission. We don't say number of gas emission at all. You have to understand that. Now, so the amount of gas emissions are doubled compared, are double that of the, nó gấp đôi cái đó của cái lượng năng lượng. Are double that of the energy which is consumed. Consume viết sai chính tả nè. In residence. Cái chỗ này, cái câu này nó thành hình rồi. This is the whole sentence already. Subject. This is subject. This is verb to be. And the energy which is consumed in resident. This is object. Cái câu này thành hình rồi. Nó có đủ các thành phần luôn rồi. Tại tại sao thêm một cái động từ như thế này nó phải, nó thiếu cái mệnh đề quan hệ ở đây. There's a lack of relative clause here. Because this part is a sentence already. It has all the parts. Subject, verb, object, all the parts, finish. It's complete. So how can we fix this? Mình sửa cái này như thế nào? Thì cái quan hệ ở đây Yes. Which are refrigeration, other appliances, and lighting? And then, okay. If you don't want to repeat the word which, you can change this one to that. Nên mình tránh lặp lại chữ chữ which chẳng hạn. But remember that after a comma, you do not have that. Nhớ không? Đằng sau dấu phẩy không có that. Okay, good. Additionally, thêm vào đó, well, total greenhouse gas emission of refrigeration and other appliances. Okay, so this is the main part. The total greenhouse gas emissions, những sự xả thải khí nhà kính, tổng tổng số lượng những sự xả thải nhà kính của hai này, of these two, it has to be R because emission is the main thing here, you know. Plural. Cái emission là cái chính của cái chủ ngữ này. Cho nên cái chỗ này nó phải là động từ to be này, ở đây là cái gì? The total greenhouse emission of But then, when you say the total, maybe the total is the main thing here. Có thể cái the total là cái chính ở đây thì sao? Cái tổng thì nó vẫn tính là một cái cục nào đó, số ít. If you say the total, it's still one thing, so it's singular. But here, you see, it's a similar percentage to the energy cost of heating. Tổng sự xả thải khí nhà kính của cái tủ lạnh, của cái sự làm lạnh và những cái thiết bị khác là một cái tỷ lệ phần trăm giống với cái giá thành năng lượng của cái chuyện heating. It's a similar percentage to the energy cost of heating. Because why the here? Tại sao nó xác định ở đây? Tại sao cái mạo từ xác định the ở đây? Why do we have a definite article the in here?
Because this one was provided in the test paper. Cái thông tin này được cho trước ở trong cái bài, trong cái tờ giấy kiểm tra rồi. Thông tin đã biết. This is like known information because it was provided here. But when you say a similar percentage, you are talking about it the first time. So you use a. It's a indefinite article. Nó là một cái mạo từ không xác định. A, tại vì mình nêu ra cái sự tỷ lệ phần trăm giống nhau này lần đầu tiên. Cho nên mới A như vậy. Okay. Moment. 42, right? Okay. Okay. Last but not least, the weighted. What's that? Cái gì thế này? The weighted. What? The weight of water heating. Cái cân nặng hả? Cái tỷ trọng á thầy. Tỷ trọng, the ratio. Or you can say the proportion, tỷ trọng, the proportion. And cooling cost, a portion of water heating and cooling cost. It's similar in both pie charts. Cái tỷ là tỷ trọng của water heating và cooling cost thì nó giống nhau ở cả hai cái pie chart luôn. Thế ở trên em xài similar, ở dưới em lại xài tiếp similar, nó có... Có thể dùng cái dạng khác của nó. You can use similar but like different form of the same word. Đó, thấy không? Tại vì nói là giống nhau thì có thể nói là show ra một sự giống nhau về show ra một sự giống nhau ở cả hai pie chart chẳng hạn. What's this? It's show ra một sự giống nhau. Show ra một sự giống nhau. Thay vì nói là giống nhau thì nó là show đưa ra, thể hiện ra một sự giống nhau. Instead of saying is similar, you can say shows a similarity. So you use a noun form of the word similar, but this one it's a adjective form. So it's not repetition of the same word. Đâu phải là lặp lại một từ đâu. Now good. So how much is this? How many words? 161. Ah, good enough. 161 là ổn rồi. Now, Miss Nguyen, please. Why this one doesn't move? Okay. All right. Let me just. Okay. Okay, 191. Okay. The first chart reveal how energy is consumed in an average Australian. Okay. Reveals, okay. Okay. Greenhouse là một từ nha. Như it's one word, greenhouse one word. Okay, originate, very good. Mà có nguồn gốc từ the second one hình như thiếu động từ sao? You mean this one is lacking a verb, right? Yeah. Cái biểu đồ đầu tiên nó vén màn được cái cách năng lượng sử được tiêu thụ cho một hộ gia đình trung bình của nước Úc, và cái thứ hai là sự xả thải của greenhouse gas mà vẫn bắt nguồn từ cái sự hướng năng lượng này. Ủa là không cần. Thật sự không cần. Mấy bạn biết tại sao? You know why? You know that the second verb, if the second verb has a similar characters to the first verb, then you can omit it. No problem.
Nếu mà cái động từ thứ hai nó có cái bản chất cũng giống giống cái động từ đầu tiên, mình có thể gộp nó lại xài chung động từ đầu tiên. Bây giờ em mới nghe luôn. Yeah, you know, right? Ví dụ như là biểu đồ đầu tiên chỉ được cái cách năng lượng sử dụng, và cái biểu thứ hai là lượng năng lượng của greenhouse gas, và cái thứ ba là cái gì đó, và cái thứ tư là cái gì đó. Now you know, the more you learn, the more you know. Càng học càng biết thôi. Now, in general Australians, nhìn chung người Úc. Now we talk about Australians. Okay, so with us, prefer to use heating and water heating a lot. Cẩn thận, a lot là văn nói. This is spoken language, be careful. So how do we change a lot here? We can use prefer to use heating and water heating extensively, một cách rộng rãi, một cách rộng khắp, một cách rất là đa dạng thông dụng, một cách rất nhiều. Extensively here means they use it a lot, yes. So extensively here is an adverb that gives information about a verb to use. Nó là một cái adverb để bổ nghĩa cho cái động từ to use. Sử dụng như thế nào? Sử dụng một cách rộng khắp. But it results in thiếu chủ ngữ. Cái gì nó dẫn tới? Cái điều mà vừa nói đến câu trước này nó mới dẫn tới, đúng không các bạn? Cái gì đó đằng sau này. So what results in? So basically, the fact that Australians prefer to use heating and water heating extensively, it results in a small percentage of gas emission. Nguyên cả một cái ý tưởng đằng trước này nó có thể được refer bằng cái chữ it này. The whole idea here can be referred with the word it here. But you must have the word it here, okay? Nó phải có chữ it ở đây nó mới được nha. But it results in a rather small percentage in gas emissions, nhưng mà nó dẫn đến một cái phần trăm tương đối là nhỏ the gas emission, while the other energy are trong khi những cái năng lượng khác, cái đó là những cái sự sử dụng năng lượng khác thì đúng hơn, hoặc là những cái mục đích sử dụng năng lượng khác. You can say that while the other energy usage. Or you can just use the word the energy use. Uses. Or you can use the word usage. While the other energy uses or usage releases waste twice as much as it uses. What? Twice as much là được rồi. It can end here. Tại vì sao? Tại sao nó có thể kết thúc ở đây? Tại vì nó là nó có một cái phần bên trên này nè các bạn. Why it ends there? Because here, look at this one. You are saying that it's a rather small percentage in gas emission. And now you say it's twice as much. So people understand that this is twice as much as this one. Trong cùng một câu như thế này, các bạn cái phần vế trước nói là cái gì? Nó dẫn đến một cái tỷ lệ một cái tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ về xả thải khí. Xong rồi cái câu đằng sau ghi là nó thải ra gấp đôi như thế. Thì đương nhiên là người ta ghi gấp đôi như thế, người ta biết được là mình so sánh với cái gì rồi, là cái đằng trước này, đúng không mọi người? Cho nên nó có thể end, nó có thể kết thúc ngay chỗ này cũng được. Không cần phải dài dòng, you know. Can see. What? Có thể thấy. Có thể thấy thì mình làm thế nào viết cho nó hay các bạn? It can be observed that. Có thể là được quan sát rằng. It can be observed that.
có thể được quan sát thấy rằng, it can be observed that the gas emission from lighting refrigerations, mấy cái này là ba cái lận nha, so this is three things, so gas emission would ask. Số nhiều tại vì ba cái lận mà. So you want to use the word double as a verb, right? Mình em muốn xài cái double như động từ luôn hả? Cũng được. Yeah, you can use double like as a verb, why not? Double the amount used. Cái used là viết tắt của that was used, the amount that was used, and it become contraction of relative clause, so become the amount used. Rút gọn mà này quan hệ. Okay, but then please remember the length of a paragraph. Nhớ là độ dài của paragraph nha. Secondly, can be seen that có thể được thấy rằng nữa chứ. Mình thay cái câu bên trên thì là cách nào? It seems that. Có vẻ dường như rằng. You can say that it seems that. Có vẻ dường như rằng. It seems that. Cooling occupied the least area. What? Cái chuyện cooling nó chiếm cái khu vực mà ít nhất hả? Được sử dụng. Pardon me for a second. I need some sugar. Tiếp đường. Thiếu trà sữa. Increase my sugar level now. Nghèo quá không tiền mua trà sữa. Actually, milk tea is very expensive, you know? Yes. It's very expensive. I'm just a poor teacher. Có vẻ dường như rằng cái chuyện làm lạnh nó chiếm cái khu vực sử dụng nhỏ nhất. Nếu mình nói về khu vực sử dụng đi, cái diện tích đi, thì tức là mình nói về cái vụ mà nó bự hay nhỏ. Tức là mình có thể nói là nó nhỏ hay to. Smaller or bigger. If you say area of use, you're talking about like how big they are. So you can say small or big. So occupy the smallest area of use in the graph at 2%. Có vẻ dường như rằng cái chuyện cooling nó chiếm cái khu vực sử dụng nhỏ nhất trong cái biểu đồ này ở 2%. But the emissions of gas. You mean the emission of gas of cooling? Ý em là cái emission of gas của cái cooling á hả? Yeah. But it's... Or you can say it's gas emission, or you can say it's emission of gas. Cả hai đều chấp nhận được hết nha. But its gas emission or its emission of gas, it's 3%, which is cái này nó thực sự nó hơi bị quá bé nhỏ, không có đáng kể gì lắm, nhưng mà thích thì chịu. If you want, it's a bit too it's a bit insignificant because 2 and 3, come on, it's just so little. Why did you even care? which increases by half of the amount used, mà nó gia tăng một khoảng một nửa của lượng được sử dụng, isn't it? Which increases
which increases by half of the amount used. Mà nó gia tăng một nửa của cái lượng sử dụng. Which increases by half of the amount used. Now, okay. 50 words for this paragraph. 50 từ hả? Cái khúc này là khúc so sánh rất là hay, rất là ok, nhưng mà nó hơi bị nhỏ bé không đáng kể lắm, you know. You have some comparison, but it seems this one is a bit, you know, redundant or maybe insignificant. Không đáng kể lắm. Heating energy usage 42%. Okay, but energy... Mà thầy ơi. Yes. Yes. Cái chỗ này so sánh, cái câu so sánh ấy, nó tăng lên một nửa so với cái lượng mà được sử dụng ấy ạ. Thì nó, tại vì một bên là cái lượng năng lượng sử dụng, một bên là cái phát thải mà mình dùng cái từ increase thì nó có được không? Oh, that's right. Because you are comparing between two, energy use and gas emission. These are two different things. It's not the same thing that increases through time. So you cannot use increases. Sorry. Tại mình đang so sánh hai thứ khác nhau mà. Nó không phải là cùng một thứ mà gia tăng theo thời gian. Cho nên mình không dùng cái increases. Which is... which is more than half. Đúng rồi đó. Hay. You found it. Very good. Đó, các bạn phải tìm ra được những cái lỗi các bạn khác hoặc là tìm ra lỗi chính mình là các bạn học được rất nhiều thứ luôn á. If you can find the faults or the wrong things that your friends or you committed, then you learn. Cái nó không bao giờ có chuyện 100% nhất trí đâu. There's nothing like 100% agree. I agree. No. Which is more than half of the amount used, mà hơn một nửa của lượng được sử dụng. Okay. Heating energy use. Lỗi giống em. Cái lỗi giống y chang luôn. Hết tình. Không, sao hai bạn làm lỗi giống nhau quá vậy? Why you make the same mistakes, Miss Na and Miss Như? Có thể là thần giao cách cảm. No. Làm bài thi mà lỗi giống nhau thì sao? What would happen if you were in an exam and you sit next to each other and you have the same mistakes? What does it mean? Nói đùa thôi chứ làm gì có chuyện đó. Hai bạn học online cơ mà. You are just doing it online. Anyway, heating energy use. Common mistake. Oh, maybe common mistakes, of course. Mình có thể so sánh giống kiểu mà nó 42 trừ 15 ra nhiêu. Like, nó sẽ ra được con số 27. Hoặc là mình so sánh nó là cách nhau 3 lần chẳng hạn. We can compare these two numbers, like 42 minus 15, that's 27. 27% difference. Or you can say that 42 is almost three times of 15. Gần 3 lần của cái 15. But when you say this one, okay, lower, okay, this is a comparison, but mainly, it doesn't sound right. Nhìn chung vẫn không có ổn lắm. But it's gas emission. Is. It's three times lower than usage. Mình không có cần than usage nữa, tại trong cùng câu mình đang so sánh cái gì mình biết mà. We don't need than usage here, because you are mentioning energy use. And you say gas emission is three times lower.
then people immediately understand that you are comparing with energy use. Đó, mọi người hiểu không? Cái vụ mà trong cùng câu á, nó ghi là bản ghi là sự sử dụng năng lượng cho khí điển là 42%, nhưng mà cái sự xả thải khí của nó là thấp hơn gấp 3 lần. Là người ta biết là mình đang so sánh cái gì rồi. Cho nên mình phải cắt bỏ mấy phần không cần thiết. And this number is only like, you know, just to give a number. Cái con số này chỉ cho số ra thôi. Nó không quan trọng lắm đâu. Okay. Nhưng mà câu này bắt đầu bằng verb in cũng được thầy. Well, the word heating is a noun that people write here. Cái từ heating là nó giống như một cái danh từ nó sử dụng trong cái trường hợp này luôn rồi. Cho nên I think, oh, you, nếu mà muốn làm cho kỹ thì là the energy use of heating. You can say that the energy use of heating. Just to make it sounds better. Nè, cái câu một cái vế mà bắt đầu bằng một cái giới từ hoặc là một cái từ kết nối như thế này thì không dùng như là chủ ngữ được nha. Thì không thể nào có động từ như thế này được. Như là cho cái sự sử dụng năng lượng của water heating là 30%. Hay là biết thế nào cũng có sẽ vấp phần vấn đề này. I know that you will encounter that mistake when the sentence start with a conjunction, từ kết nối, or preposition. You do not, anything else after that cannot be used as a subject. And you do not have main verb like this. So in other words, this part must not be a clause. Nói cách khác thì đằng sau những cái từ liên từ hoặc là giới từ gì đó thì cái khúc này nó không được làm một cái clause. Cho nên nó không được là chủ ngữ, cái động từ chính hay gì cả. Cẩn thận. As for the energy use of water heating, which is 30%. Đó, mà mình thêm một cái mệnh đề quan hệ ở đây thì nó mới sử dụng được. So if you want to mention number like this, you must have which is 30%. Đó, mọi người hiểu tại sao thầy thêm which ở đây không? Tại vì cái chỗ này nó không được là cái câu. Nó là một cái cụm danh từ thôi. Và sau đó mình bổ nghĩa bởi một cái mà để quan hệ nhỏ đây. Để cho nó theo đúng cái luật lệ. So basically, this part it's a compound noun or a noun phrase, something like that. It's not a clause. So this one, I provide a relative clause to give extra information about it. So it still follow the rules that I just talked about. You understand it, no? Các bạn hiểu không? Yes. Ok. Nên coi lại video đó nhỉ, tại vì nó có quá nhiều cái logic mà các bạn cần phải nghiền ngẫm các bạn mới hiểu được. Yes. You need to watch the video, this video many times, ok? There are still so many things to watch. Nhiều off quá, nếu mà ghi emission of gas. Let's say the amount of gas released. Trời ơi, sao lại một cái không đáng kể nữa này. 30 to 32% is very insignificant. Miss Như, please be careful. Do not talk about insignificant thing, okay? Talk about big thing first. Be careful. Nói về những cái bự bự trước đi, tại sao không nói? Em nói mấy cái nhỏ nhỏ chi vậy? Mấy cái không đáng kể chi vậy? À, mà cái chỗ này nó không có sai về ngữ pháp, đúng. Chỉ có ý là sai thôi. Có ý là nó không đáng kể, không phải sai.
Oh, you want this whole thing to be a paragraph? Em muốn nguyên cái đống này thành một cái đoạn luôn hả? It's 136, a bit too much. Maybe. Kiểu last but not least là cái đó là cái đoạn khác. Okay, you want this one to be another, okay. But remember, a paragraph must be at least two sentences in the body, okay? Yeah. Một đoạn thân bài nên ít nhất hai câu nha. Này có mới có một câu thôi. This is only one sentence. Let's say được luôn, ba câu thôi. Here, you want this one as a paragraph? Yes. No, maybe. Maybe the whole thing here is like one paragraph better. Nguyên cái đống này thành một đoạn thì nó ổn hơn. And then in addition, thêm vào đó. And then you combine this one. Sự sử dụng của heating and water heating. Cái sự sử dụng ở đây, nó là cái từ chính ở đây, cho nên nó vẫn số ít nha. The use is a main thing in this whole thing. So it's singular, so you use accounts with S, okay? Account có S ở đây, đúng rồi. Of the total. What? Nó chiếm hơn, chiếm 8, 72% của tổng, tổng cái gì á? Thì đương nhiên 72% là hơn một nửa rồi. Cái chỗ này nó khúc này nó hơi bị dư thừa, you know. This part is a bit, you know, redundant, insignificant. Because 72 of the total is of course more than half. So, remove this. But the emissions of gas. Oh, sorry, the emission of these two type of energy are less than half on the map. Nhưng mà cái sự xả thải của hai cái loại năng lượng này thì là ít hơn một nửa trên cái bản đồ. Bản đồ nào? What map? These are two pie chart, okay? So, on the pie chart. Mà pie chart nào chứ? Nó là cái pie chart bên dưới. Which pie chart is a lower pie chart? Because why? You're talking about emissions now. This is the lower pie chart. Cái chuẩn mà less than half này nó cũng phù hợp mà thầy. Let me see. Less than half of that. Một nửa phần, 50% thôi. Yeah. Wait. Hai cái này heating và heating. 47 is a bit less than half. Okay, accept that. Okay, chấp nhận. Tôi chấp nhận. I need to stand up. Làm việc nhiều nó nhức đầu á. It feels like stand up now. I'm getting old. Or maybe IELTS is making everyone crazy and old. Or maybe both. Chắc cả hai á. Không ai nói là IELTS không làm mình già đâu. It does make you old. IELTS make you old. Okay. I think it's fine. Ít hơn một nửa của cái đó, tức là một nửa của cái bộ 72 này. So less than half of that means less than half of 72, isn't it? Ủa thầy, cái of that mà cái mà less than of that là cái gì này? Wait, sorry. Because if I say less than half of that, it means less than 36%. Because that is 72%, so it's less than half, it's less than 36%, which is not true. Mình nêu là nó ít hơn một nửa của cái số đát là 72%, tức là ít hơn 36% là không đúng sự thật ở đây rồi. Cho nên thầy nghĩ là bỏ này đi.
Ngoài Less than half cái gì mới được chứ? Less than half của cái biểu đồ bên dưới một này mới trăm, đúng. It's less than half of the this pie chart. Less than half of the lower pie chart. Okay. Less hơn nửa của cái biểu đồ bên dưới này. All right, Miss Kim Yến. Bao nhiêu từ? Say again. What do you say? Thầy không check lại thì bao bạn được bao nhiêu từ này? Oh, I think it's enough. I think so. 194, see? 194, is it not? I think I have corrected so many essays, and I'm like, I can just have a glance and I know exactly how much. Tôi chỉ cần liếc thôi, tôi sửa nhiều bài quá, chỉ cần liếc qua thôi, tôi biết bao nhiêu từ rồi, cần gì phải check. It's like... Okay. Ôi mà dư nhiều quá, có sao? It's okay. Dưới 200 ổn mà. It's like less than 200, it's okay. Wait, the chart on the top? No, we say the chart on top, you know. Yes. Cái biểu đồ ở bên trên, chứ không ai nói là cái biểu đồ ở bên bên cái trên. Cái biểu đồ ở bên cái trên. No, we don't say that. The chart on top. We don't say the chart on the top. Reveals the percentage. Oh, tại sao lại reveal nữa nhỉ? Why do you use the same word reveal? It's not wrong, but let's use another word. Illustrate. Nah, illustrate, demonstrate, illustrate, reveals. Provides, cung cấp. Provide an insight about. Cung cấp một cái sự nhìn nhận sâu sắc về cái gì đó. We can say that provides an insight. Thay cái từ là exhibit cái này thì có cùng yes, exhibit, là... exhibit. Biểu lộ ra. Exhibit, like expresses. I'm using like italic because this is just like, you know, alternative. She's not wrong when she say reveals. But I'm only giving an alternative. Yes. Nói cái chữ reveal không sai đâu. Thầy cung cấp cái chữ provides an insight about này nó để là một cái sự đổi gió, một cái gì đó khác khác chứ xíu thôi. Đổi gió gì đó. Yes. Provide insight about a percentage of energy category. Cái category nó không bị consume, mà cái energy nó mới là cái bị consume, mới là cái bị tiêu thụ. It's the energy that get consumed, not the category. So the percentage of energy categories. The percentage of. Percentage of energy consumption. Let's just make it clear. Nói về cung cấp một cái sự nhìn nhận về cái phần trăm của sự tiêu thụ năng lượng ở trong các hạng mục ở trong một cái gia đình trung bình của Úc. Percentage of energy consumption in category in an average Australian family. Okay. While the one at the bottom,
The one at the bottom is correct. Chính xác. Demonstrate the emissions of greenhouse gas resulting from its energy use. Okay. Which result you change to resulting? Ah, okay. And then greenhouse gas emission you change to the emission of greenhouse gas. Ah, đổi vị trí của nó thôi. Hoặc là rút gọn mình quan hệ. Okay, good. You change its position and then you contract relative clauses, which is good. Không sai. Cũng được. In some, although energy use for heating. Nhức đầu quá. I've been writing with you headache. Yes, it gives headache. Writing gives a lot of headaches. Mặc dù cái năng lượng sử dụng cho heating và cái water heating ở những cái hộ gia đình này là cái chính, là cái phần chủ yếu. Basically, subjects normally have definite article D, the. Phần đông á, là cái chủ ngữ á, thì thường nó sẽ có những cái danh từ nó xác định. Các bạn tự xác định chưa? Although the energy used for heating and water heating in this household is the majority. Greenhouse gas emission of water heating and other appliances are larger than the sum of the others. Cái gì? 60. This is 60. Okay, 32 plus 28 is 60. And this one 72. Sao mà lớn hơn được? Một cái là 72, còn cái này là 6 là 60, làm sao mà nó lớn hơn được? Nó phải nhỏ hơn chứ. What? No. This one is small. This one is bigger than this one combined. Ý em là cái phần trăm của xả thải khí ở cái biểu đồ dưới của what của water heating và other appliances là nó tổng của hai cái phần đấy ở cái biểu đồ ở dưới thì nó sẽ chiếm cái phần larger than the sums of the others, mean compared to the sum of refrigeration, lighting, cooling and heating. Yes. À, ý là nó bự hơn cái tổng của cái refrigeration 14 nè, lighting 8 nè, cooling 3 và heating 15 ở đây phải không? Yes. Cho nên phải nói rõ lên là the others in the same pie chart. Phải nói là những bự hơn là cái tổng của những cái khác trong cùng một cái biểu đồ đó. Okay. Okay. Applies are larger than the sum of the others. Category of the others. In the lower pie chart. Kiểu thấy cái câu này em thấy là tại vì trước á, là bạn đang muốn nhắc đến là heating và water heating. Cái phần sau, cái phần nhưng ở phía sau á, thì mọi người sẽ muốn tập trung thêm về cái ý của hai cái trước đấy. Cái là nó liên quan nhau. I feel like these two are not related, right? Các bạn dịch tiếng Việt và sẽ hiểu. Nè, nhìn chung, mặc dầu cái năng lượng sử dụng cho chuyện làm ấm và chuyện làm ấm nước ở những hộ gia đình đó là cái chính. Xong cái mệnh đề sau nè. Sự xả thải khí nhà kính của cái water heating và những cái appliances khác thì nó to hơn cái tổng của những cái khác trong cái biểu đồ bên dưới. Nó liên quan không?
Is it related the two parts of a sentence? Is it related? Ý em có nghĩa là cái hitting với cả water hitting ấy, thì nó là hai cái hitting kìa. Thì nó là hai cái phần mà sử dụng nhiều năng lượng nhất. Nhưng mà cái water hitting với cả cái other appliances thì nó lại xả thải nhiều nhất. I understand now. Dễ chịu hơn đó. Yeah, it seems much better. Mặc dù cái năng lượng sử dụng cho heating và water heating ở những cái hội đình là cái chủ yếu nhất, chấm, nó chính là cái greenhouse emission của water heating và những cái other appliances mà là cái phần bự nhất ở cái biểu đồ bên dưới. Nghe ổn về cái logic không các bạn? Does it sound much better in terms of logic now? Nó chính là cái gì đó. Chính là, nó chính là it is the gì đó nè. Mà là cái bự nhất ở cái biểu đồ bên dưới. Wait. Which is the largest? Let's just say which form the largest percentage. Nó chính là cái sự xả thải khí của hai cái này mà nó tạo ra cái phần trăm lớn nhất trong cái bên dưới, đúng không? Mà the largest total percentage, tổng phần trăm lớn nhất đi. The largest total percentage in the lower pie chart. Now, so looking at the first chart, it's easy to realize that nó rất dễ để nhận ra rằng là bạn nói là this is surely like spoken language, be careful. Nếu mà nó dễ nhận ra thì mình phân tích làm cái gì, you know? Nó không hợp lý. It doesn't make sense. If it's so easy to realize, why do you even need to write this essay? See? Problem with logic. Thầy ví dụ như là cái bài writing này của mình á, là cái lúc mà giám khảo chấm thì họ có cầm cái đề bài đó. Đương nhiên là có. Of course, when the examiners examine your essay, they will look at the question paper. Of course, they will. You cannot say that it's easy to realize that, you know. Yeah. Nhưng mà kiểu em thấy cái đoạn mà looking at the first chart, cái biểu đầu tiên. Em nghĩ là nếu như mà có một cái chart là nó nằm ở phía trên này thì mình nói như thế thì nó mới rõ. Tại vì nó bên trên bên dưới thôi, làm gì có cái đầu cái hai đâu, cái một cái hai đâu, đúng không các bạn? Because you only provide the chart, the top and the bottom chart, you don't know exactly which one is the first, right? Mình đâu có biết được rõ ràng là cái nào cái đầu tiên, cái nào cái thứ hai đâu. Mình chỉ được có một cái bên trên và bên dưới mà thôi. Trừ trường hợp mà mình nó đánh số sẵn cho mình rồi thì mình là first and second. Basically, they did not number these pie chart for you. You are only provided like, okay, this is a top, this is a bottom chart. Then you cannot use the word first chart, I think. It's cause confusion. Nó gây ra một cái sự hiểu lầm. Người ta sẽ hiểu không hiểu được là cái biểu đồ đầu tiên là biểu đồ nào, trên hay dưới, you know. Đó, mọi người hiểu cái vụ này không? Looking at the top chart and then the bottom chart,
And then it's really easy to realize that mình cứ ghi là it seems that đi, có vẻ như là đi, chứ đừng có ghi là quá dễ dàng nhưng ra rồi. Giống như kiểu bố đời, dễ giận ra vậy mà cũng bắt người ta nói nữa hả? It's like, oh my god, it's so easy, why I need to write this, huh? Let's just say it seems that có vẻ dường như nghe nó cẩn thận á, với lại nó nghe nó có vẻ có sự tôn trọng hơn mọi người. Yeah, when you say it seems that, it sounds much more careful, more respectful, you know. Nhớ nha, phải nhìn nhận cái này với cái cương vị của người chấm bài nó, you know. Tự nhiên nhìn vô cái bài nó dễ nhìn thấy quá mà. Rồi. À, ok, dễ nhìn. Ok, it's easy to see, right? Chấm bài hài lắm các bạn. Đặc biệt chấm bài học sinh rất hài. I know. It's a lot of fun, you know, when you have to correct the essay for your students. 7749 câu chuyện. Chờ chấm bài cho học sinh mà mấy đứa mà cấp 1 còn vui nữa. Mấy phi vững lắm. Ừ. Chấm bài mấy bé. Xong rồi mấy bé nói miêu tả một bữa ăn sinh hoạt hàng ngày của gia đình như thế nào. Ba em làm ở Hải Quan. Ba em hàng ngày đem về một bọc đầy iPhone. Và mấy em sung sướng với điều đó. Làm sao cái cấp file ra hết luôn. It's funny, you know. Anyway, okay, let's go back to what we're doing. Okay, steam heating costs the largest percentage on the whole. Nhìn chung thì heating nó tốn cái tỷ lệ lớn nhất. Nó tốn hay tốn tiền thôi nha, chứ không có tốn cái tỷ lệ lớn nhất. So basically we say it costs money. It doesn't cost the largest percentage. Let's say it's occupies. It occupies the largest percentage on the whole. Or okay, occupies. Which accounts for mà điều này chiếm 42%. Cái mà điều này tức là cái nguyên một cái đống mình vừa mới nói lần trước nè. Which accounts for 42%? It's the basically relative clause of the information about the whole idea here. However, this figure doesn't mean it emits a large amount of greenhouse gas. Hai câu này mình nên nói với nhau bằng cách nào? How do we combine these two? All right. How do you combine these two? Any idea? Okay, it's on the third of the previous. Doesn't mean something. Okay. Because basically this sentence, I see that it explain the sentence here, so that's why I use as or because. Tại vì cái quan hệ giữa hai câu này là quan hệ giải thích mà. Cái này giải thích cho cái đằng trước, cho nên mình dùng as hoặc là because. As it is only a third of the previous. So it's here. Wait.
nhiều ít quá, nó sẽ gây hiểu lầm. So basically there's a lot of it here, it causes confusion. Does it mean it here stand for heating? Cái it đây là nó refer cho cái heating phải không các bạn? Cái vụ mà làm ấm á. Con số này không có nghĩa rằng cái vụ làm ấm nó thải ra một lượng lớn khí nhà kính, bởi vì nó chỉ có 1/3 của cái trước thôi. What? Okay, so basically, I think we should change this one as this number. So this number refer to a large amount of greenhouse gas, okay? Cái chữ this number này có thể nhắc đến cái một lượng lớn greenhouse gas ở đây. Nó đỡ hiểu lầm, cái chữ it này nó thay cho cái chữ heating nè. So it here refer to the word heating. So that's why I change this one to this number to avoid confusion. Và mình không cần nail ra số 15% nữa. We don't even need to mention this one, it's like 15%. And then besides, where else? Nói này lại sao đây? How can we... How much is this one? 175. Maybe I can combine these two. Yes. Besides, when it comes to water heating, they are nearly a third. What? Khi mà nhắc tới chuyện water heating, thì nó gần 1/3 ở cả hai cái biểu đồ này. Dùng DA đây không đúng nha. When it comes to water heating, it lại chiếm tỷ. It's okay. Nearly a third in both charts are occupied. Khi mà nhắc đến chuyện water heating, gần phải gần 1/3 ở cả hai cái biểu đồ thì bị chiếm. Thì người ta biết được là cái water heating sẽ chiếm. Of course, people will understand that water heating occupies a third in both charts, okay? Which is a remarkable number. Mà đây là một con số khá là đáng kể đấy, remarkable number. Which means this is a significant number. Okay. Most noticeably, đáng nhận ra nhất, most noticeably, it means like you can notice it easiest. The energy used for refrigeration, lighting, cooling and other appliances, 4 cái lần hả? 4 things, okay. Okay, of only 28% on the first chart, wheels they release. Ủa, tức là cộng 4 cái đó lại nhau tạo thành 28 hả? Yes. So you combine refrigeration here, 7, lightings 4, cooling 2, and then other appliances 15. It's 22. 26, 28. Okay, 28, okay. Mình nên nói rõ là tổng đi để mà người ta biết là mình đang cộng lại. I think it's better to say it's total energy use, because then people will understand that, okay, total, so they are combining these four categories together to get to the number 28%. Mình dùng chữ total ở đây, người ta sẽ rõ ràng là mình biết là mình đang cộng lại mấy con số đó. Cái IELTS nó cực kỳ trọng cái sự rõ ràng nha mọi người. Remember, in IELTS, clarity is important, it's very important to be clear. On the first chart, wheels they release.
không cần phải nói là gây ra nóng lên toàn cầu nữa. You don't need to say that cause global warming. This is insignificant. Oh, sorry, this is irrelevant information. Thông tin mà gây ra nóng toàn cầu này, nó là một thông tin mà không có liên quan đến cái bài này nha. Don't use irrelevant information in your essay, okay? Okay. Đó, các bạn thấy không? Mỗi bài gần nửa tiếng mới xong á. You see, it's only test one, but it takes like half an hour for it, for every of these essay. Okay, so what day here refers to? Day here can refers to all these four. Cái chữ day này có thể thay thế, nó nhắc lại bốn cái hạng mục này luôn. Well, day release 53%. Of the gas emissions on the second. When we say gas emissions, we know that it is at the bottom pie chart already. Nếu mình nói về cái gas emission là người ta biết được là nó là cái biểu đồ bên dưới rồi, tại có một cái gas emission thôi à. Will they release 53% of the gas emissions? Okay, good enough. Trời, sao chứ wills thì nó sang đấy chứ. Wow, you use wills instead of while. Wow! Chứ nó sang chảnh. The two pie chart gave information about the energy consumption. Và cái lượng sa thải khí cho từng loại hoạt động. Very good. Each type of activity, okay. Activities. I think activities would ask with plurals because there are many activities. And each type of activities. Each. Never mind that. Don't worry about it. It's correct. Mỗi loại thì mình cũng dùng activity là số nhiều quá thầy. No. Types. So, is this singular? So, each go with singular nouns. Each đi với lại danh từ mà số ít nha. Nhưng mà cái chữ activities này, loại những hoạt động. Tại vì có nhiều hoạt động mà. There's a lot of activities. You can see here. So, plural activities. In each type of activities. On the whole, không có khoảng trống ở đây nha. There's no space in here. On the whole, it is immediately obvious that nhớ là các bạn sẽ thi bằng thi máy, cho nên các bạn phải để ý những cái điều rất là nhỏ nhặt như vậy luôn nha. Remember, you all are going to take IELTS exam on computer. Because I train you through online, so it's computer-based. So, you have to be very careful with every little details. Các bạn phải cẩn thận với từng cái chi tiết rất là nhỏ nhặt luôn nha. On the whole, it's immediately obvious that they are... Wow, ngay lập tức dễ nhìn thấy rằng... Nhưng mà nghe cái chữ immediately obvious này, nó nghe nó có vẻ nó lịch sự hơn, you know, cái hồi nãy. It sounds a bit more polite when you say, it's so easy to see. But this is, it's immediately obvious. So it sounds much more formal and it sounds much more polite. Yes. Nhìn chung ngay lập tức có thể thấy rằng, thay vì là nhìn chung dễ thấy quá mà. You know, cái văn phong quan trọng nha. Like the tone of your essay is important. Be careful.
Cẩn thận có chừng ho. I use these candies, you know. Cô đã thức. This is good. Kodatux is basically German. They are German candies. Quite good. Some quite significant differences between the two charts. Nhìn chung có vẻ thấy được liền rằng có một số cái sự khác biệt đáng kể giữa hai cái biểu đồ. Thì cái câu này thực sự mà nói chỉ là câu cửa miệng thôi. Nó không khác biệt thì mình so sánh làm gì. You know. Mặc dù nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó có thể là một cái câu nhìn chung ổn. Okay. Even though like this information you just provided, it sounds like okay. It sounds like irrelevant. It sounds like okay, there's no information that is useful for me. But it still is a good overall. Nó vẫn là một câu overall tốt nha. Mặc dù nó vô thưởng vô phạt, nó chẳng có cái gì cả. Nó ba phải, you know. To begin with. Cái phần overall này nhìn chỉ là chỉ dừng đến đây rồi, không không cần phải nêu thêm một chút chi tiết gì. No. Overall, that's why it's called overall, you know. Nó nhờ là nhìn chung thì đừng có nhìn riêng. Đã gọi là nhìn chung thì đừng có nhìn riêng, you know. Now to begin with, the largest proportion, what? The largest proportion. Nói chung là mình nên tập trung vào cái chuyện sử dụng những cái danh từ đàng hoàng, chứ đừng dùng những cái dạng verb in quá nhiều như là danh từ nha mọi người. Try to use like proper nouns, not like a verb ing form as nouns, you know. The largest proportion is the use of heating. Đó, danh từ bình thường đó, the use of something. That's proper noun. Is the use of heating, which is 42%, whereas a comment. Có dấu phẩy quan trọng. These are important commas, you know. Whereas the carbon emission of this. Em đang thắc mắc là cái chữ 42% ở trước ấy, thì có cần phải dấu phẩy ở trước không vậy? Sorry. Cái chỗ mà which is 42%. Oh. Em nghĩ là có cần một dấu phẩy đấy. Ở phía trước một tí. Em nghĩ là nó cũng khá là gần. No, you should have a comma, because why? Which is 42% here, give information about a word, the largest proportion. And it's not immediately before the word which. Mm-hmm. So you must have a comma, and this is an indefinite relative clause. Tại vì sao? Cái 42%, cái bộ mà 42% này nó bổ nghĩa cho cái cụm mà the largest proportion này, cái tỷ trọng lớn nhất này. Mà cái này nó lại không có ngay lập tức đứng trước cái đại từ quan hệ which này. Cho nên là mình phải dùng mệnh đề quan hệ không xác định và có dấu phẩy ở đây. Trying to say in both languages, it consumes more glucose, you know. And it makes me have headache more, you know, often. But unfortunately, my video will never go viral. Wait, did it say carbon emission? Ever? It doesn't say. Be careful. They just say greenhouse gas emission. Greenhouse gas means SO2, CO2, CO, NO2, NO gas, a lot of gases. Mà em tìm hiểu là cái khí thải mà làm từ cái electricity này thì là CO2.
Nên là em sẽ I ghi know, I know, but you have to stick to what they gave you. Mình phải bám theo những cái mà người ta cho mình nha. Remember, it's not just carbon emission, trust me. There's more things. Nó có những thứ khác nữa nha. Bao gồm rất là nhiều thứ nha. SO2, CO2, NO2, rồi CO này nọ. Rất nhiều thứ nha. Let's just say emissions, ok? Mình chỉ cần nói là cái sự xả thải là đủ rồi. Where is the emission of this category? Accounts for just... Okay, you only talk about one category now. Mình chỉ nói về sự xả thải của một cái thôi, cho nên nó là số ít mà. So accounts. Oh, this is extra information, so you're fine. So comma, and then which is only a third of the previous. Vừa dùng just, vừa dùng only, nó có nhấn mạnh hai lần. But just 50%, why not? You can use just and only, why not? For just 15%, con số này chỉ có 15% thôi, phải mà chỉ là 1/3 của cái trước đó. Có vấn đề gì về chuyện đó đâu. Logic không có vấn đề gì cả. There's no problem with logic here. You can use just and only at the same time. Now, but maybe I should combine this one with the one before that. Chắc cộng này lại đi cho nó thành một một cái gì đó chung với nhau đi. And then basically make this one another paragraph here. Okay. In addition, using the energy of lighting. À, cẩn thận nha. Sự sử dụng chứ không phải là cái using giống vậy đâu nha các bạn. Nên dùng những cái danh từ mà đàng hoàng nha. Okay, so sit down then. Không có khoảng trống nè, there's no space here. Có một dấu phẩy ở đây nữa nè. Nó gọi là the Cambridge, it's, I think it's called the Oxford comma. Cái dấu phẩy của Oxford. And first thing, comma, and then second thing, comma, and the third thing. Because em you là em thì không cần phải nữa. Okay, fine, but it's not compulsory, okay? Không bắt buộc. Okay, and where's respectively? Ah, there you go. Space ở chỗ mày bên cạnh thầy. Okay, space. Okay. Wait a moment. Cái này là một cái câu mà, cái này là một cái câu để mà giống như là mình nhận xét là có vẻ như cái phần trăm của những cái hạng mục đó thì tương đối nhỏ. Những phần trăm nha, nó có nhiều phần trăm lận, there are many percentages you just saw here. Okay, 1, 2, 3, so percentages. Và có vẻ tương ứng phải và có vẻ như phần trăm của những hạng mục đó là tương đối nhỏ. Nhiều khi có mấy cái từ nó liên kết á, nó làm cho cái giọng văn nó có vẻ nó trôi chảy hơn,
You know, sometimes like if you add conjunctions or if you add connecting words like this, it makes the tone flows better, you know. Yeah. But they generate. Nhớ nha, and với but không có bắt đầu một câu với chữ and và but nha. Don't start a sentence with and or but, okay? Instead of saying but, we can say however. And the word day here, what does it refer to? Cái chữ day này nó nhắc lại cái gì vậy? Is it those category? Okay, okay. It refers to those category. Nó nhắc lại cái những cái hạng mục đó nó sản sinh ra they generate double the number. What? Dấu chân carbon. Okay, greenhouse gas emission and carbon footprint. Maybe I think maybe I can do that. I still think the amount is the right word here. Chúng sản sinh ra gấp đôi cái lượng chứ không phải con số. Chúng sản sinh ra double gấp đôi cái lượng mà dấu chân carbon ở đây. They generate double the amount of carbon footprint. Because carbon footprint, it's uncountable and it's a general term, you know, so amount. Tại vì cái carbon footprint này nó đâu đếm được đâu. Và nó là một cái term, một cái khái niệm chung. Mình dùng amount hợp hơn. Furthermore, there are some there's some similarities. Nhìn chung cũng có một số sự giống nhau. Mấy cái câu mở đầu của đoạn này á, thực sự là cũng quan trọng nha. These leading sentences are important because it gives the it provides what is to be expected in the paragraph. Tại vì những cái câu mở đầu này nó cung cấp là cái điều gì, người ta sẽ mong đợi điều gì, có thể thấy được điều gì ở trong những cái đoạn này. So maybe maybe you should have a leading sentence here. Chắc là nên có một câu mở đầu cái đoạn này chẳng hạn. To begin with. When it comes to differences. Khi mà nhắc đến những sự khác biệt. When it comes to differences. Okay, and then there are some similarities. So you mentioned differences, and then now similarities. Mình nêu sự khác biệt, mình nhớ rằng đoạn trước, và sau này mình nêu là có một số sự giống nhau. Thì nghe nó ổn hơn không? For instance, and both for heating and cooling, proportion. Ví dụ, ở cả water heating và cooling phải cái tỷ trọng thì nó giống nhau giữa cái sử dụng và cái sản sinh ra khí thải, đúng không mọi người? Let's just say percentages. Những cái tỷ lệ phần trăm, the percentages are quite similar. With yields and with the yields and the generation of gas. Ở cả cái water heating và cooling, những cái tỷ lệ phần trăm thì nó khá giống nhau với cái sự sử dụng và cái sự sản sinh ra khí gas.
I said the use and the generation of gas because these are definite. These are things that has been given here in the essay title, so they have definite articles. The. Mình dùng mạo từ the xác định the ở đây tại vì cái sự sử dụng và sự sản xuất khí gas nó là những thứ xác định nhìn thấy rõ ràng trong cái bài đúng không? Hình như là cái similar with là nó ý nó là muốn nói một cái gì đó tương tự với một cái gì đó. Ví dụ A tương tự với B. Okay, now it confuses me. Is it water heating equal water heating and cooling equal cooling or water heating equal cooling and water heating equal cooling? Which one? Yeah. nó lộn tùm lum lên hết chưa? Cái nào tương đứng cái nào nó bằng cái nào? No. Now it confuses me. Which one is which? Có trích dẫn thêm cái bên dưới là which are from 30%. Ah, okay. So this one is to make it clear. Ah, okay. Got it. Yes. Then this one just comma. Dấu phẩy tại vì nó liên quan mà. It's still related to this part, so comma. Which from. Bây giờ không dùng respectively, không dùng cái adverb này mà sử dụng dạng tính từ cũng được. We can use the adjective form of respectively, which is respective. Which are from the respective. Mà tính từ sẽ nằm ở đằng trước danh từ, nó bổ nghĩa. But adjective often be before the nouns that they give information, you know. Which are from the respective. Em có thể dùng là which are related to, đúng không ạ? What are related to? No, maybe not. Chắc không. Which are from the respective. To... Thực sự ngoài cái chữ respectively ra nó có một cách khác, nó là cái chữ accordingly. I think you can use accordingly as well instead of saying respectively. Một cách tương xứng, một cách mà theo cái trật tự như vậy. Like accordingly is the same in this case. Em tưởng là cái từ accordingly nó sẽ theo person. Well, you can say according to a person, according to a news journal, according to a thing, you know. Yes. Dựa vào cái người này, dựa vào cái bài báo này, dựa vào cái con số này, có thể dựa vào một cái gì đó mà đâu sao đâu cần phải con người đâu. Last but not least. If combining the gas emission of refrigeration and other appliances, phải nếu mà mình chủ động mình gộp lại, chính xác mình dùng combining ở đây chính xác, động từ có thể bị động, thay chủ động. We as a person, you are as a person writing this essay, you actively combine, so you use combining, perfect. Chính xác nha, tại vì mình là cái người viết cái bài này, mình chủ động là mình combine chứ không phải là bị đem ra mà combine. Cho nên dùng combining đây là chính xác. Refrigeration, okay, 42. Rồi, chấp tốc. Ok, that's it. Thế thì cái chỗ mà from 30% to 32% em thấy yes. Không phải từ 30 đến 32 mà wait, 30 và 32.
Từ cái sử dụng là 30 thì nó sẽ em. Em nghĩ là lấy vật sử dụng từ 30% mà nó thải ra là 32% thì phải dùng from to chứ ạ. Ok, fine. Không control Z được rồi. I cannot press control Z, you know. I don't know why. Put your from 32%. Because you have to understand that energy use is the first thing that happens, and then it will lead to the gas emission. So from this one to that one. Từ cái sự sử dụng năng lượng này nó mới sản sinh ra một đống cái sự xả thải khí. Cho nên là từ cái 30 lên đến 32 nó nghe nó ổn hơn không nhỉ? Em chẳng biết, nhưng mà em thì em không, em thấy nó khác não quá. This is a lot of headache. Huh? But if you want to make it right, these first lessons are very important, okay? Muốn làm cho nó đúng chính xác thì mấy cái lớp học đầu tiên mà về luyện đề này nó rất quan trọng luôn á. Các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Ok, that's good enough. Any question? Thì có thử cho cái bên điểm ví dụ là được tầm bao nhiêu? I know you would ask about that. Ok, I know you would ask about that. Tại vì vấn đề là các bạn viết còn nhiều cái nó lộn cộng với cái logic lắm. Nó rất là có thể gây ra hiểu lầm, cho nên nó sẽ rơi xuống là 3,5 hoặc là 3 năm. Remember, as you writing this one, there's a lot of logic problems and grammar problem as well. It can lead to a lot of confusion, so that's why it can drop down to band 5.0 or band 5.5. However, after fixing this one, it can reach 6.5. Or 6. But it's still a very long way to reach band 7. Remember that. Vẫn còn rất đường rất 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 dài. Để từ cái 6.5 lên 7 chấm, có đường cực kỳ dài luôn á. Từ 5.5 lên 6 là một cái đường khá dài rồi. 5, 6 chấm lên 6.5, đường dài hơn nữa. 6.5 lên 7. Oh, chạy marathon còn sướng hơn. Oh well. It takes a long time to reach a better band score now, but this one, don't worry about it. You're learning. Okay. So I think that's it. Any question? No. Okay, that's good enough. Can I go and eat now? Okay. Tại ơi, mình ấy mới ăn một chút xíu gì đó thôi. I'm only eating a little. Okay, so this one will be okay, so now today it's Friday. So Monday we do speaking, okay? And Wednesday we'll do writing task 2, okay? Okay. And Friday we'll do speaking again, and then Monday we'll correct this writing task 2. Tức là, so basically Monday the 6th of December we'll correct writing task 2. Tức là ngày 6 tháng 12 chúng ta sẽ sửa bài writing task 2 nha. Okay. Vậy thì thứ hai mình học là speaking. So 29 speaking, 20 the 1st of December. I'll show you how to do this one. Ngày 1 tháng 12 là thầy sẽ chỉ cách làm writing task 2 này. Friday, another speaking, and Monday will be correction of this one, okay? Okay. That will be a lot of work. Because writing task 2, it's much more difficult than writing task 1. Okay. Okay, I can go and eat. I think I can go and eat now. I'll see you, bye-bye. Say hi, say bye. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay?
You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.